Tới cái lúc mà đi ăn trưa á, vợ em lúc đó y như thằng đàn ông vậy. Vợ em mắc cười lắm, kiểu người nhỏ xíu thân thắt à, mà quần jean dài, cái xong rồi cứ mỗi lần đi là xải chân dài dài vậy, mà bước đi ào ào à, mà tới giờ ăn cái anh em đi ăn. Rất là mạnh mẽ, rất là manly đúng không? Rất là manly. Hôm mà em ho, em bị ho liên tục, bỗng vẫn gọi điện ổng bắt em ngồi nghe và ngồi phải nói chuyện với ổng thôi. Trong khi 7 giờ sáng thì em phải đi làm mà bắt em ngồi nghe tới tận 4-5 giờ. Trời ơi, lúc đó tầm 9-10 giờ rồi. Xong chồng em có hỏi em là hay thôi trễ rồi anh đưa em về ha. Em nói kêu là thôi, em tự về được. Chồng em đi trước, em đi sau. Đến đoạn kia chồng em dừng lại, em tưởng là chờ em chứ. Chồng em quay lại, thôi tới nhà anh rồi em về đi. Sau khi tặng ngủ kẹo, tỏ tình và đồng ý rồi thì đêm đó. Nó cũng khó khăn lắm, nói chung là cũng nói chung là cũng chưa đâu. Thì làm chung thì thường vợ em sẽ qua bên chỗ của em làm, xong rồi qua chỗ em làm là cứ hai vợ chồng cứ thức trắng vậy, thức trắng suốt 3 tháng liền. Thì lửa gần rơm mày lâu ngày em làm cũng biết là tới luôn á. Dạ, dạ tới. Sau này mới biết là vợ em có thai. Thì hôm đó em cũng đi gặp khách hàng, rồi sau đó hai vợ chồng em đi vô quán cà phê, em đi vô anh thử ra mà tay em cứ rung 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 này, anh ơi thai thì gặp rồi giờ sao. Em nhớ bữa đó là tháng 7, tay vợ em rung mà mặt mày tái mét mà rung cà cặp vậy đó. Em không có rung mà em mắc cười. Dạ chào anh Quốc Thuận, cô Hồng Vân. Chào chị Hồng Vân. Dạ chị. Không có rung gì hết trơn nè, giống như tâm sự nỉ non á nha. Em là Trọng Hiếu, năm nay 26 tuổi. Công việc của em hiện tại là animator, làm phim hoạt hình với lại làm game. Dạ. Hiện giờ em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn em đây, cô bé xinh xinh. Dạ, chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Hà Diễm Anh. Em năm nay 25 tuổi, em làm chung công ty với chồng em, làm về game và hoạt hình. Hai đứa chung công ty luôn. Chung bộ phận luôn. Vậy là bạn này hơn bạn này 1 tuổi. Dạ. Có nghe nè, hai em chắc không bao giờ già đâu. Tại vì làm cái công việc hoạt hình. Hoạt hình. Đúng là sai cái hoạt hình mà. Quê lắm. Sao em vẫn già mà. Không phải, tại vì nói chung là vậy. Giờ kể cho anh nghe coi, hai em lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Mà năm tháng 1 năm 2018. 2018 là mới năm ngoái thôi. Dạ. Ừ. Thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì em cũng không có ấn tượng gì nhiều, nhưng mà tới cái lúc mà đi ăn trưa á, vợ em lúc đó y như thằng đàn ông vậy. Vợ em mắc cười lắm, kiểu người nhỏ xíu thân thắt à, mà mặc quần jean dài, cái xong rồi cứ mỗi lần đi là xải chân dài dài vậy, mà bước đi ào ào à, mà tới giờ ăn cái anh em đi ăn. Rất là mạnh mẽ, rất là manly đúng không? Rất là manly. Em quá trời ơi, cái gì vậy trời, kiểu lần đầu tiên em gặp chị con gái như vậy. Tiếp xúc thời gian sau thì em mới thấy là à không, thật ra vợ em có những cái nữ tính mà em cũng chưa gặp bao giờ. Ví dụ như là trong cái lúc ăn á, vợ em lấy đũa phát cho mọi người những cái phần đũa dư á, vợ em sắp đầu này qua đầu kia rõ ràng, xong rồi lại để cái đầu ngược lại á, vô trong góc đũa, cái em nói wow, ô cái bạn nam tính này mà cũng nữ tính vậy ta. Cái bạn nam tính này nữ tính vậy ta. Cái bạn nam tính này coi bộ cũng nữ tính à. Thì còn em thì sao? Em thì ngược lại là em có ấn tượng hơi xấu với chồng em. Lúc mà vô công ty thì tính thì tướng em là nhỏ nhỏ người rồi, nên thật là em rất ghét những người nào mà cao. Trời, em chỉ thích những người vừa thôi, tầm 1m7 là đẹp rồi. Nhưng mà chồng em thì lại tới 1m8 lận bự quá, nên em nhìn em cũng hơi sợ. Thứ hai là em ghét con trai nói nhiều. Mà ông này là ông bơ bơ cái mỏi lắm ạ. Suốt ngày vô công ty là nói nhiều mà nói lớn lắm. Nói nhiều mà còn nói lớn. Dạ, nhiều nó còn tính tự cao nữa. Nên em xuống đầu em ghét lắm. Mặc dù đi ăn chung á, nhưng mà em không thích đâu. Rồi khi nào thì mới có ấn tượng tốt đâu? Có một cái lần đứng trước mọi người anh nói thôi, anh kêu là nay có ai đi cà phê không? Thì em lúc đó cũng hơi chán, mới kêu là thôi em đi chung với anh. Thì sau đó thì tụi em mới đi chung với nhau, rồi nghe anh nói chuyện tâm sự thôi. Lúc đó là anh có người yêu chưa? Dạ lúc đó là chưa, lúc đó cũng mới chia tay. Sau đợt đó về là lúc nào cũng nhắn tin cho vợ em. Mà nhắn tin là nhắn thâu đêm suốt sáng. Vợ em thì được cái tư vấn tình cảm ghê lắm chị. Lúc đó em nói suốt ngày suốt đêm kêu à vậy hả anh, sao lúc đó anh không làm vậy, à sao lúc đó anh không làm kia. Theo em tâm lý của em lúc này là phải nên như vậy, anh nên là thế này thế kia thế nọ. Wow, cô bé này sao tâm lý vậy. Kiểu em rất là kiểu như là thích vợ em cái lúc đó, tại vì vợ em là thuộc tiếp người dạng lắng nghe. Thật sự là cái lúc đó em cũng có tâm trạng là ủa sao phiền thế biết. Nhưng mà tiền bóng người mình thấy người ta đang buồn thì thôi mình cũng tội nghiệp, đúng giờ mình thấy tội nghiệp thôi mình chịu khó mình nghe. Có hôm mà em ho, em bị ho liên tục, bỗng vẫn gọi điện ổng bắt em ngồi nghe và ngồi phải nói chuyện với ổng thôi. Trong khi 7 giờ sáng thì em phải đi làm mà bắt em ngồi nghe tới tận 4-5 giờ cơ. Trời ơi, sao em muốn nói là tôi mệt quá rồi. Tôi không còn đủ sức để tôi nghe anh tâm sự nữa rồi. Sao nói thật, đúng ra con bé nó mập lắm đó. Bây giờ mới biết tại sao. Em vừa nghe mà em phải em nhắm mắt em nghe để em mới nói lại như vậy. Bị suy dinh dưỡng bởi vì những đêm nó phải thức trắng. Rồi xong sao rồi, tâm sự kiểu đó trong bao lâu thì em bắt đầu chính thức tỏ tình với cô này? Tỏ tình thì không có hẳn, nói chuyện qua lại thì bắt đầu tụi em mới có tình cảm với nhau. Bữa đó vợ em thì có sở thích chơi game, sau đó vợ em lại có một cái nhóm mà toàn là bạn trai thôi. Cái vợ em nói là thôi hôm nay tôi đi chơi với trai. Tự nhiên em thấy khó chịu vậy. Em quạo, em nhắn tin kiểu quạo là tối hôm đó là về, cái xong hai người kiểu nói chuyện với nhau rất là sượng. Cái xong lúc đó em nói thôi hay là mấy người làm em gái tôi đi. Lúc đó vợ em trả lời cái chuyện mà tôi là em gái của anh hay không không phải là do anh quyết định mà là do tôi quyết định. Tự nhiên vừa mới quen người ta cái đòi đưa người ta làm em gái. Xong rồi lúc đó là em đã có tình cảm với chồng em chưa? Dạ chưa rồi.
chưa mà sao chịu làm em gái đi. Em nghĩ là vẫn trong, vẫn chưa có tình cảm gì hết mà em cũng không ghét nữa, nhưng mà biết đâu chừng thì cũng thả thính được. Không, thật ra là lúc đó thằng La thích thích rồi đúng không? Thật ra thì cũng có, cũng không hẳn là thích nữa, nhưng mà cũng có để ý đó. Có để ý tại vì trước đó chồng em cũng làm em cay một cú, nên lúc đó em cũng hơi suy nghĩ lại. Cái lần mà em nói là kể đi đi cà phê lúc đó tầm 9-10 giờ rồi, xong chồng em có hỏi em là hay thôi ở trễ rồi anh đưa em về ha, em nói kêu là thôi em tự về được, chồng em đi trước em đi sau. Đến đoạn kia chồng em dừng lại, em tưởng là chờ em chứ, chồng em quay lại thôi tới nhà anh rồi em về đi. Nhà ông kế bên dạ, nhà ngay đường này, còn em là phải đi qua một đoạn xa nữa. Bởi vậy chưa yêu ổng là đúng rồi, phải cho ổng thời gian thử thách nữa. Vậy mà cũng nghe được tâm sự tới 4-5 giờ sáng được hay thiệt á. Cái đó là giống như cái nở hay sao hả? Đúng không? Rồi nó nghe nè, đến bao cái lần mà đầu tiên em tỏ tình với cổ là như thế nào? Có một cặp vợ chồng của bạn gái vừa mới cưới xong thì hai người đó đi hưởng tượng chuẩn mực, rủ về hai đứa tụi em đi chung. Em mua cái hũ đổ kẹo tùm lum kẹo vô, xong rồi cái em quấn băng rôn lại, rồi em mua thêm cái con thú nhồi bông nữa. Cái lúc đó tặng thì lúc đó là mới chịu làm bạn gái của em. Sau khi tặng hũ kẹo tỏ tình và đồng ý rồi thì đêm đó nó cũng khó khăn lắm, nói chung là cũng nói chung là cũng chưa đâu. Tới nhau là thực ra là hai vợ chồng do cùng làm chung ngành, nhưng mà có một người bạn offer với em á, có một cái job làm 2D game. Em giới thiệu cho vợ em làm, cái xong rồi em thấy cứ thức đêm làm hoài em thấy tội quá, cái em mới nhảy vô làm chung luôn. Thì làm chung á thì thường á vợ em sẽ qua bên chỗ của em làm, xong rồi qua chỗ em làm là cứ hai vợ chồng cứ thức trắng vậy, thức trắng suốt 3 tháng liền. Thì lửa gần rơm rồi, lâu ngày rồi làm cũng biết là tới luôn á. Dạ, dạ tới. Sau này á mới biết là vợ em có thai. Rồi sao em? Thực sự là em cũng không có đều, nên ban đầu em cũng không tin là em có bầu đâu. Chồng em cứ kêu là thôi cứ đi thử cho chắc ăn đi. Thì hôm đó em cũng đi gặp khách hàng, rồi sau đó hai vợ chồng em vô quán cà phê, em vô em thử. Ra mà tay em cứ rung cái này, anh ơi hai tay gặp rồi giờ sao giờ? Em nhớ bữa đó là thứ bảy, tay vợ em rung mà mặt mày tái mét mà rung cặp vậy đó. Em không có rung mà em mắc cười. Xong giờ là bữa trưa là hai đứa không có đi học luôn mà đi báo là bạn bè tiếp. Sắp tới khoảng 2 tháng sau tụi tao cưới nha. Sắp ở nhà sao báo tụi nhà. Là bữa đó thứ bảy là chủ nhật cũng có hẹn với lại bên nhà vợ là qua ăn. Ăn xong xuôi hết rồi em nói dạ thưa hai bác cho con với lại Diễm Anh cưới nhau. Nhưng mà em chưa nói cái vụ mà có thai. Ba mẹ của vợ em đồng ý. Nói vậy hai đứa tụi bay chừng nào cưới. Dạ. Dạ khoảng 2 tháng nữa. Sao lẹ vậy? Cái lúc đó em mới nói ra là tại vì em rất là rõ ràng là xin phép ba mẹ đồng ý rõ ràng, xong rồi mới nói cái việc đó, chứ không phải là vì việc đó mà để hai ba mẹ đồng ý. Còn em nói với lại nhà em thì nhà em tưởng em giỡn, đã xin phép rồi thấy người lớn đồng ý thì em mới dắt tới luôn. À dạ. Nói chung là gia đình hai bên chấp nhận. Rồi em bé hôm nay là nhiêu rồi? Bé em năm nay 5 tháng rồi. Trời là mới đây nè đúng không? Dạ. Rồi bây giờ các em làm cưới nhau rồi, có một em bé rồi, bây giờ là đến lúc nói về những tật xấu của nhau. Anh ấy có tật xấu gì không? Dạ chồng em thì hay quên, mà không phải là quên đồ đạc anh, quên luôn vợ con nữa. Quên vợ con luôn là đảng trí. Dẫn hai mẹ con đi uống cà phê, uống xong rồi sau đó ảnh kêu là thôi chờ xíu anh đi lấy đồ rồi anh quay lại đó. Lấy đồ ở gần lắm anh, em nghĩ là chắc quay lại liền thôi, mà em chờ cũng phải 15-20 phút mà chưa thấy, lát hồi ổng quay lại. Ôi xin lỗi anh về tới nhà anh mới nhớ. Trời nặng lắm rồi Hiếu ơi. Em về tới nhà xong rồi em mở cửa luôn, ông bà chết cha chứ thiếu cái gì. Em không xác định là thiếu cái gì luôn. Em mới vọng lại anh đi lộn anh về nhà, tại em chạy cho em hay suy nghĩ cái nhiều bữa mà kiểu cưới vợ xong á cho chị. Em ngủ xong rồi mở mắt ra cái em nhìn ra hết hồn, ủa vợ tôi đi. Em hết hồn, ủa tôi có vợ rồi hả? Cái lúc mà có con xong cái đặt con vô giữa cái sáng ngủ dậy em thấy nó cứng cứng cái cục dậy em quay, trời tôi có con luôn rồi. Giật mình đùng đùng hoài luôn. Dạ. Đảng trí rồi còn gì nữa nè. Dạ còn ham ăn nữa. Có dành ăn với em không? Không phải dành ăn với em, nhưng mà ăn mà quên mất là có em luôn. Em chăm con xong rồi em nấu ăn trễ, chồng em cũng thương hay sao, ngồi điện kêu là thôi thế để anh mua gì cho em đỡ đói nha. Chồng em mua hộp cá viên chiên với đống đồ ăn vậy đó, trong khi em làm. Cái lát hồi em quay lại, ông để chừa cho em đúng một cục cá viên luôn à nè. Ông ăn sạch hết rồi. Lại ăn hết luôn Hiếu. Em cứ ăn, em ăn mà vừa bấm điện thoại em cứ ăn liên tục. Cái xong rồi tí em thấy, ủa sao cái hộp nó hết lẹ vậy. Cái lúc đó vợ em quay qua, cái em mới kiểu, chết cha hình như anh quên. Còn cái tật gì nữa không? Đây nè, dân đồ họa thì có mê chơi game không? Ngoài công việc ra thì ảnh mê chơi game lắm. Em cũng thấy hơi tuổi nữa. Tại vì em chăm con á, xong rồi em nghĩ là em đặt con lên giường, xong lúc con ngủ thì em cũng nghĩ là chồng em sẽ lại rồi lãng mạn rồi vuốt ve hay là âu yếm, hay là ngồi hỏi vợ con em này em có mệt không này kia. Không, đặt con lên xong rồi ổng lao lên ổng chơi game, ổng rủ em vô chơi luôn. Rủ em vô chơi luôn? Dạ. Rồi em có chơi không? Dạ có. Vậy đó, phải quy tận cùng, nó thiệt tình không?
Nhưng mà ý là em muốn chồng em phải lãng mạn như vậy cơ. Ví dụ như là phải chi tiết, con muốn là em đâu có chờ giúp được. Con ngủ rồi thì em đâu có giúp được. Vợ con em đã yên bề rồi thì em mới bắt đầu chơi game. Thì hoặc là những cái lúc mà em bất lực, em không có giúp được. Hay tội nghiệp em quá ha. Tới tới tận sáu giờ em kể. Rồi kể luôn. Bây giờ kể luôn đi. Kể giờ tới tận sáu giờ đó. Vợ em thì hay cái là hay lý do lắm. Giải thích là nhiều không chịu giải quyết. Kiểu 10 giờ đêm rồi lúc đó hay chồng đói. Đặt đồ ăn tới thì thay vì là từ lầu 3 mình phi xuống dưới đất lấy đồ ăn rồi mình chạy lượt lên thì hai vợ chồng ai cũng là biến á, cái em mới lấy cọng dây cáp dài thì là dài mà em quăng từ lầu 3 cột cái ví tiền em quăng xuống ở dưới đất xong rồi cho shipper tự lấy tiền ra xong rồi cột đồ ăn kéo ngược lên. Em đang kéo mẹ vợ em thấy em kiểu đứng hình luôn, cái cảm giác lúc em của em lúc đó giống như tôi đang đi ăn trộm hết. Cái hôm sau em biết mình sai rồi, em chỉ nghe rằng em cười, em cúi mặt em dạ. Còn vợ em không có, tại vì tụi con là sợ tốn điện mở cái cửa, tụi con sợ tụi con sợ kiểu mở cửa ba mẹ thức dậy, tụi con phải bật đèn này chứ cái nọ làm phiền ba mẹ. Không, thật ra lý do chính là hai đứa làm biến. Tại sao cái tật xấu vậy? Vợ em rất là thích quăng đồ trên giường, đồ trên giường là lúc nào cũng máy hút sữa, tạ giấy này kia nọ, mà em lại có cái tật là cứ đồ trên giường là em không có ngủ được. Còn tật xấu gì nữa nè? Trước khi cưới em lường trước rồi. Rất là hay cà khịa. Ví dụ như là kiểu cái bữa mà em đi khám bệnh xong buổi chiều em về, vợ em ngủ ôm con ngủ thì em chơi game. Đang chơi giữa chừng cái vợ em dậy, cái vợ em cà khịa. Lâu lâu ở nhà được bữa cứ chơi game hoài thôi, thà vậy lên công ty đi. Cứ cà khịa em hoài cái em bực quá em đi lên công ty luôn. Còn không mà cứ em đi biển với lại gia đình thì em đeo mắt kiến, bình thường em không có đeo mắt kiến. Cái vợ em cà khịa, đem theo ngắm gái thằng chi vậy ông nội. Trời ơi. Hey, em sợ lắm. Nói chung là nó móc chồng đúng không? Dạ, nhưng mà vẫn phải có lý do tại sao em làm vậy. Cái hồi quen nhau thì chồng em hay nói nhiều mà anh. Cứ gặp gái là nói nhiều, lúc nào cũng chọc được hết. Nhưng nhiều khi em ghét. Bây giờ em mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Ảnh thì cũng cái là ảnh làm xong thì ảnh về nhà với em ngay luôn chứ cũng không đi la cà. Thì em nghĩ là như vậy là đủ lắm rồi. Không nghĩ muốn gì hết, đúng không? Thật ra em có những cái là đàn ông thì họ muốn thú vui là chơi game còn hơn là đi ra ngoài người ta nhậu nhẹt hay là gái cuốn, thì em vẫn thấy chơi game là một biện pháp tốt nhất cho ảnh. Rồi, con Hiếu. Vợ em cũng hoàn hảo đối với em. Tại vì vợ em khá là tâm lý. Vợ em kiểu ví dụ như muốn em đi về, vợ em không có kêu anh ơi đi về liền đi. Vợ em dễ thương lắm, chụp hình con đang nằm chờ em cái chợ gửi qua cho em. Vợ em rất là tâm lý. Trời ơi, kiểu thằng bé hay con bé? Con bé. Con bé ngồi nằm ngủ không ngủ được á, chờ ba. Y chang rồi luôn nè Bin. Y chang cứ con bé cứ tới 8 giờ tối là bắt đầu nó nằm nó đợi em. Cứ đợi nhiều bữa là nó đợi tới 10 giờ luôn mà nó em chưa về nó học chưa ngủ là nó cứ nằm nó đợi. Em huấn luyện hay quá. Em không nhiều khi là... ngủ á bà dỗ. Nó cứ khóc là em chỉ để cho ba nó bế thôi chứ em không được vô. Quá dễ thương ha. Ha, chúc cho hai em cứ luôn luôn ha, giữ mãi cái nét dễ thương như thế này đi cùng với hạnh phúc của hai em nha. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn. Chị Hồng Vân, chào Quốc Thuận. Em tên là Thanh Khương. Hiện nay em đang là giảng viên công nghệ thông tin. Em 28 tuổi. 28 tuổi. Mình. Còn em? Dạ, anh chào anh chị. Em tên là Ngọc Thảo. Hiện tại em đang là giáo viên tại trường phổ thông. Em 28 tuổi. Cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ đúng rồi. À, dạy trường đâu vậy? Em gửi con đi học. Em dạy lớp mấy? Dạ, em dạy cấp 3. Rồi hai thầy cô, cơ duyên nào gặp nhau? Em và bà xã em gặp nhau lâu lắm rồi. Thấy gặp là lúc mà tụi em học từ trung cấp 2 lần. Là lúc đó là lớp 12, 13 tuổi gì đó. Lúc đó bà xã nhỏ xíu à. Vậy lúc đó em chưa có vậy đó thì ủa chưa vậy thì nếu mà nói kiểu đó là ông này vậy thì rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, lúc đó anh vậy thì rồi. Nói chung là hồi đó em sao là bây giờ em vợ vậy á, giống như là ăn hoài nó không lớn thì sao á. Vậy á hả? Cuộc đời đau khổ. Mấy đứa bạn em thì nó lúc trước nó chút ác rồi, bây giờ nó đứa nào nó nói em nói chuyện nó nước tên không à. Nhưng mà lúc đó vợ em nữa à. Có 1m35 mà. Còn lúc đó thì chồng em sao? Dạ cao to lực lưỡng, sáu trai. Nói chung thì giờ em sao nó cũng vậy đó. Nó còn trong khi cô này thì giờ 1m53 còn không là 1m35. Dạ không. Em tới 1m59 lận. Khi nào thì hai bạn mới bắt đầu thích nhau? Bắt đầu lên cấp 3 học bà xã tự nhiên vậy thì ở bắt đầu lớn lên phỏng phao cao ráo trắng trẻo đẹp, mấy bạn trai xung quanh nó bắt đầu nói ôi cái con nhỏ kia dễ thương quá. Ôi mày biết nó không, mày học chung trường nó không? Nó ừ đúng rồi tao học chung trường nó, ở đó nó lùng chịt chút cát à. Giờ nó đẹp quá. Cái mấy đứa kia nó mới nói là bây giờ mày giới thiệu tao đi. Cái mình cái nó ủa sao kỳ ta, tại sao quá giờ đứa mình không nói, tại sao nó nói cô này. Cái mình bắt đầu mình để ý thấy cô này cũng dễ thương thích thích, nhưng mà cổ ác cái là cổ ghép đôi cổ ấy cô bạn thân của cổ cho em. Rồi sao tự nhiên dính bạn này mà không dính bạn kia? Tại vì em thích bạn này chứ không thích bạn kia.
Lúc đó em có cảm nhận là bạn này thích mình không mà em lại cố tình ghép cái người bạn của mình cho Dạ không, lúc đó thì em để ý bạn ở chỗ khác chứ không phải để ý bạn này. Em cũng không quan tâm nữa. Nên em mới giới thiệu sau cái bạn này mới trả lời là không có nghĩ đến chuyện đó. Đó là cách từ chối đó không? Dạ chắc vậy. Rồi sau đó thì trong quá trình học chung thì bạn có quan tâm thì từ từ thì tự mình sẽ cảm nhận được. Nhưng mà hồi lúc mà tụi em bắt đầu yêu nhau á thì lúc đó vui không? Cái tình yêu mà học trò, tại vì tụi em qua nhiều cung bậc cảm xúc dạ, quá. Đúng rồi. Cho nên là từ cái lúc 12, 13 nó khác ha, xong tới 18 mà bắt đầu để ý nhau á thì lúc đó yêu nó là sao? Tình yêu đầu đời á. Lúc đó chưa đâu, chỉ mới là quen trong bạn thôi, chưa nói là hai đứa mình quen nhau đi. Tại bữa hôm đó cái cũng đi học xong về cái trưa cái đi với bạn đi ra cái tiệm chat. Chat thì cũng hai vợ chồng đó cũng hay chat với nhau lắm, nhưng mà chỉ nói chuyện rất là nghiêm túc. Học bài chưa, bài để làm sao kỹ gì đó. Rồi cái tự nhiên ngày hôm đó cái hướng như ngoài cái lên mở lên chat thì thấy cô này cũng đang bên kia cũng đang online. Rồi vô. Lúc đó em nhát gái lắm, em đâu dám nói đâu. Thiệt không? Thiệt, em nhát lắm. Nhìn mặt biết nhát rồi đó. Rồi không, thằng bạn của em nó nói mày để tao. Cái vô nó chat mà đó là nó trai lắm, tại vì nó dài gái nào nó chồng cũng được hết á. Nó vô cái nó chat rồi hai đứa mình quen nhau đi. Đó là rồi tình hộ đó. Rồi xong rồi lúc đó bạn này sao? Dạ em cũng hơi bấn loạn. Thì viết xong xóa cuối cùng cái không biết sao cái nó thích thì thử thôi. Thì mình chiều thôi, bây giờ 500 anh em. Rồi sao? Tự nhiên đồng ý cái đó, tự nhiên giống như là em cũng bấn loạn rồi đó. Cái em đi về đang vui quá. Ờ vui hả? Ừ đang vui quá anh. Rồi đi hí ha hí hửng rồi đi bộ về nhà luôn. Rồi sao rồi phải kể cái chi tiết gặp mặt nhau. Lúc đó gặp mặt ngại lắm, đâu dám nói đâu. Mỗi người nhìn một hướng. Cái nhìn cho bọn nhìn cái lâu cái liếc. Nhìn kêu anh. Kêu luôn. Không, bọn em rất là trong sáng. Rồi quen nhau bao lâu thì hết trong sáng. Vô thẳng với kề luôn. Dạ bọn em tới lúc mà cưới nhau rồi mới hết trong sáng. Bây giờ là tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Đã được 4 năm. 4 năm. Hai bạn này có một quá trình quen quá lâu biết không? Dạ. Rồi chắc lấy nhau rồi chắc đâu có cái gì để mà dở mộng hay là cần thiết phải vạch mặt nhau ta, đúng không? Dạ có. Cưới về rồi á thì bạn này bạn vẫn cứ vai trò giống như là một cái người bạn trai thời sinh viên, thời đi học vậy thôi. Thì lúc đó em phải tự xoay sở những cái khó khăn khi mà về sinh hoạt chung với gia đình chồng. Ví dụ như là khi còn ở nhà đi em ngủ dậy trễ, nhưng mà khi về nhà chồng rồi thì phải dậy sớm hơn, thì chuẩn bị trà nước hay là chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai vợ chồng. Thì những cái sinh hoạt đó thì nó cũng làm em cảm thấy là nó hơi bất tiện. Rồi những cái công việc gia đình, em thấy mấy ông chồng hay có cái màn là giúp vợ lắm, giúp vợ lau nhà, giúp vợ quét nhà, hay đơn giản như là giúp vợ dắt xe ra khỏi nhà. Còn chồng em là vô tư lắm. Những cái đó không, chuyện bạn đó. Bạn làm chuyện tôi làm. Dạ chính xác là vậy. Quen từ nhỏ lớn quen kiểu vậy rồi, bạn nào nó làm. Dạ bên em thì hay suy nghĩ, với lại cái môi trường lạ nước lạ cái cũng hơi khó ngủ, rồi cộng với suy nghĩ nhiều nữa làm mình stress dài hạn. Dài hạn trong bao lâu? Stress nhất là 3 tháng đầu, cái đồng hồ sinh học của em nó bị đảo lộn hết rồi. Tại vì bà xã em á là vốn dĩ là muốn mình trở thành người vợ hoàn hảo, tất cả mọi việc đều chu toàn hết. Em đi lên em đâu cũng khoe bạn khoe bè đồng nghiệp là nói thôi ơi, con nói thằng Khương nó sướng, nó có vợ quá đảm đang quá tuyệt vời. Thì lúc đó mình cứ đang giống như mình đang trên mây, mình đang tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó, cứ mình đâu có nghĩ là bà xã nhà đang stress đâu. Thì cũng về cũng cuối tuần thì cũng chở bà xã về dưới gia đình bên vợ. Rồi cũng trong tuần thì cũng chở đi cà phê cà pháo rồi đó, nhưng mà thấy từ từ cái tự nhiên bà xã nó bắt đầu là nó nhạt dần. Rồi nó đi giống như là đồ thị mà đi xuống. Rồi tới cái một hôm cái em để ý thì mới biết là bà xã bắt đầu là thần tượng một cái người của gia đình rồi. Người ta nói chung là người ta từng trải rồi, người ta hiểu, giống như là bà xã đang thiếu thốn gì bắt đầu người ta chia sẻ. Thì lúc đó là bắt đầu là bà xã bắt đầu say nắng. Rồi bà xã bắt đầu tự nhiên nhắn tin với em nói thôi hai đứa mình chia tay đi. Mà lúc đó là không có cái chuyện gì mà gọi là xích mích hay là ghê xích mẹ gì đó, là sóng ngầm đúng là chắc là sóng ngầm quá. Rồi tự nhiên có nói ủa sao kỳ vậy ta, chẳng lẽ bữa nay có trò gì vui tự nhiên gì nhắn tin cho hai đứa mình chia tay. Mình cũng giỡn làm nhắn ừ cũng được, đâu có sao, hai đứa mình chia tay đi. Rồi lúc mà em nhận được cái tin trả lời đó thì em sao? Hơi bị khó chịu và giống như mình bị vỡ hoàn toàn những cái suy nghĩ hụt hẫng. Rồi xong cái đỉnh điểm cao nhất á là tới lúc mà em phát hiện á là lúc mà cái bà xã em á là nhắn tin với lại cái thần tượng của mình á là nhắn tin yêu đương rồi tình tứ rồi hứa hẹn ghê lắm. Cái bắt đầu lúc này là bà xã đang đi du lịch với trường, cái bắt đầu em mới gọi điện cái nói tưởng đâu bà xã thấy mình phát hiện là năn nỉ xin lỗi, đâu có đâu, bụp nó liền, chửi nó liền, chửi nó tại sao tin nhắn của Thảo mà Khương lấy cho Khương coi, nói tin nhắn cá nhân mà sao lấy ra coi. Tự nhiên mình cảm giác giống như là vợ mình đang là một giống như là một cái người mà rất như là tuyệt vời với mình, cái tự nhiên vợ mình làm cái mình hụt hẫng luôn. Nguyên ngày em đó bần thần chờ vợ về,
em tưởng vợ về gặp mình là vợ bắt đầu là xin lỗi, giống như trong kịch bản phim tình cảm là sức mướt là xin lỗi, em có lỗi gì đó, rốt cuộc không có xin lỗi, còn làm dữ hơn nữa. Cuối cùng thì lúc đó là bà xã là trong cái khoảng một tuần thì đó, cái hai vợ chồng mới ngồi nói chuyện với nhau, rồi bắt đầu mới ngồi kể tội nhau. Lúc đó em mới nói ra mọi thứ cho chồng em nghe. Dạ, thì tới cái thời điểm đó thì em có về nhà, ba mẹ em ở một thời gian. Rồi sau đó thì vợ chồng em cũng có trao đổi với nhau, có nói chuyện, thì ông xã em có nói là thôi quay về như bình thường đi, Khương sai chỗ này, Khương sửa chỗ đó. Thì em nói là chờ đi, tại vì hiện tại cũng đang khó chịu lắm, cũng chưa có thể nói được cái gì hết. Nên là thôi tốt nhất là cứ để em tĩnh tâm lại, em suy xét lại mọi việc. Lúc đó là em đã về bên nhà mẹ em. Dạ đúng rồi, em đã về bên nhà mẹ của em rồi. Thì chắc duyên của tụi em chưa có hết, nợ vẫn còn hay sao. Lúc đó là em mới biết em có bầu. Bây giờ em đang có em bé. Dạ, em bé của em đã được 21 tháng rồi. À, đã sanh rồi, cái dạ, chuyện này là quá khứ dĩ vãng xa xưa rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái nắng đó là còn say nữa không? Dạ, cái thần tượng không. Đó là còn tự nhiên cái qua cái thời gian đó thì mình cảm giác là cái nắng đó nó hơi bị sai sai. Thực ra là tất cả mọi thứ là do cái đầu của mình hết. Dạ đúng rồi, là không do cái cảm giác của mình tại cái thời điểm đó, mình thiếu cái gì thì mình sẽ cần cái đúng đó. Đúng rồi, mình cần bù đắp. Nhưng mà chị hỏi thiệt nè, tới thời điểm này là em đã hoàn toàn đóng băng với cái dạ, cái em giọt nắng bên thềm đó chưa? Em đã tẩy não hoàn toàn. Tẩy não hoàn toàn, vậy là quá hay. Thực ra chị nói em nghe nè, cái chuyện mà say nắng của những cặp mà thường thanh mai trúc mã đó em, gần như 10 cặp thì hết phải 8 cặp xảy ra cái điều đó. Mà may là nó xảy ra sớm, em hiểu không? Là lúc đó mình còn đủ cái tình yêu, cái tình cảm vợ chồng mình á, đủ để mà mình níu lại. Chứ còn nếu xảy ra muộn hơn nữa, sau khi có con chẳng hạn, mệt nữa. Mà cái đó phải là vợ không đâu, mà chồng cũng vậy nữa đó. Vợ em đã ngộ ra một cái điều là cái giọt nắng bên thềm đó nó bị sai sai. Thì em phải nhớ là em cũng sẽ bị sai. Nếu như sắp tới em bị say nắng một cái giọt nắng nào khác thì em phải nhớ nó cũng sai y vậy. Nó cũng sai sai. Nó cũng sai y vậy. Sai quá thì quá sai. Ha. Trước hết là phải chúc mừng vợ chồng em đã vượt qua được một cái giai đoạn quá là khó khăn, mà những không bản lĩnh là mình sẽ bị mất nhau. Nhưng mà rất may là tụi em bản lĩnh và tụi em đã gắn kết được. Và hôm nay gặp tụi em ở chương trình này đó là một cái điều mà trước hết phải chúc mừng tụi em. Sau đó là cảm ơn tụi em đã chia sẻ cái điều này để mà những cặp khác mà họ lỡ có những cái sai. Hoàn cảnh mà tương tự như tụi em á, lỡ mà có sai thì để họ hiểu được rằng là họ sai. Họ sai sai. Rồi bây giờ á, là sau khi mà cái sự cố đó xảy ra rồi thì tụi em có cảm thấy là cởi mở hơn chưa? Nhất là vợ em đã cởi mở chia sẻ với chồng được mọi thứ chưa? Dạ, cũng hơn cỡ được 80% so với thời điểm đó rồi chị. Nói chung là sau biến cố thì mình mới nhận ra chân tình. Dạ, anh muốn hỏi là hai vợ chồng em có muốn nói lời gì về nhau? Chị nghĩ là nên nói, tại vì nhân cái buổi này á, mình nói với nhau. Tại vì cái nói với nhau ở đây nó mang đầy tính trách nhiệm, chứ không phải nói giống như giỡn chơi mà. Và sau này con mình á, nó sẽ coi cái này để nó hiểu được là ba mẹ nó như thế nào. Cho nên cái lời nói hết sức là trách nhiệm, và nó là một cái cột mốc á, trong cái tình vợ chồng của tụi em. Cho nên chị nghĩ là hai vợ chồng nên nói một điều gì đó với nhau để mà gia đình mình á, gắn kết hơn nữa, yêu thương nhau hơn nữa. Thì khi mà được lên chương trình này á, thì đầu tiên á, là em muốn cảm ơn á, là cảm ơn về ba mẹ của em cũng như là ba mẹ của vợ em. Hai đứa mà thực sự mà hàn gắn được á, là nhờ hai bên gia đình. Với lại là cũng một phần là do khi mà lúc mà mới cưới còn trẻ quá, là do nó cũng hơi là vô tư, thì cũng không có hiểu hết được cái cảm nhận của vợ. Thì thông qua chương trình này thì cũng hy vọng vợ là có gì đó mình chia sẻ để mình giúp đỡ nhau, mình xây dựng mái ấm gia đình. Không phải là thông qua chương trình, nhưng mà cái đôi khi cái điều muốn nói trong cuộc sống á, mình cũng có nhiều. Nhưng mà chắc đây là cái dịp mà Thảo có thể nói với Khương, đó là người ta cũng cần một cái người chồng hoàn hảo, nhưng mà đối với Khương bây giờ thì chấm trên thang điểm 10 là được 9.5 rồi, nên thôi không cần thay đổi gì nữa đâu. Hoàn hảo quá rồi. Trời ơi, không cần thay đổi gì đâu. Trời ơi, tôi nói thiệt, thật sự đó là chúc hai em lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ, để trọn vẹn 10 điểm trong cuộc đời này nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Cảm ơn em nha. Con tên là Trần Minh Trí, năm nay con 26 tuổi, và con đang làm kinh doanh về lĩnh vực vận tải. Vận tải? Dạ. Trí? Dạ. Con ở quận mấy Trí? Dạ, con ở quận 9. Quận 9. Dạ. Rồi, mời con. Dạ, con tên là Trần Ngọc Bảo Uyên, năm nay con 24 tuổi. Dạ, con ở Gò Vấp, với lại công việc của con là Content Creator. Content Creator. Dạ. Là trên các nền tảng mạng xã hội. Dạ, đúng rồi. Thí dụ? Dạ, như Facebook nè, TikTok, rồi YouTube. Ồ, TikTok của con được bao nhiêu người follow? Dạ, mấy triệu? 500 mấy thôi ạ. Dạ. Rồi. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là xem nè, xem TikTok cho nên là mến mộ cô này rồi làm theo đuổi cô ấy đúng không? Cua cô ấy đúng không? Dạ, không có. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ lắm đó chú. Là cách đây khoảng
2-3 năm trước thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con, thì là con mới gặp vợ con. Nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu. Nghĩa là ở không đúng không? Dạ. Con đó đúng không? Nhưng mà cũng không có ai để ý hai chú. Cái xong cái về, về cái sau bẵng đi một thời gian khoảng 2 năm sau là lúc đó con có mở một cái nhà hàng. Đó thì lúc đó là bạn con mới book ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Dạ. À vậy dạ. Đó hả? Hả? Tức là lúc đó là con đã làm dạ. Content rồi. Dạ. Và con tới để mà con review dạ. Cái nhà hàng của anh. Dạ. Dạ. Nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ không, nhận ra. Con không có nhận ra. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu, cô cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm. Mà giờ cô hỏi thiệt nè, nhà hàng bán đồ ăn ngon không? Dạ cũng được, thì cũng tạm được. Tại vì con không ấn tượng với ông này á. Sau này con quảng cáo xong rồi cái bạn con mới nhắc là ủa không nhớ hả, hồi đó là có chung cái bữa đó không nhớ hả. Cái bạn con mới nhắc là cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó là con, cái ông mà mới có nhớ. Cái xe đẹp đẹp á hả là con mới nhớ. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên các con gặp nhau đó là trong một cái dịp nào? Dạ một bữa tiệc ở nhà của một người bạn. Một bữa tiệc làm sao mà thấy chiếc mô tô? Dạ lúc đi về là đứng đợi về á chú. Kiểu mình lịch sự đợi ra lấy xe đi về chung nha. Nghe nè, cái lúc ông chạy mô tô về đó là ông chạy một mình ổng hay là có ai ngồi sao? Dạ con không để ý nữa, con chỉ nhìn chiếc xe mô tô là con thấy đẹp thôi. Em quên hả, bạn này nãy đã giới thiệu rồi. Có nghĩa là tụi con gặp nhau trong một bữa tiệc mà một đứa thì có người yêu, còn đứa là ở không. Thì đó. Nó ở không đó. Ở không mà chạy mô tô. Bây giờ là ấn tượng là nhớ là ổng có chạy mô tô. Dạ. Thật ra là con nhớ cái mô tô thôi đúng không? Dạ, con đúng. Con chỉ nhớ cái xe là... Tại vì thường á là cô mà thấy ai chạy mô tô cô hay nhìn cái mô tô, rồi sau đó cô mới nhìn người. Tại vì cái mô tô nó bự quá. Mà cái tiếng nó bự chị sợ lắm. Nhất là nó chạy vô hẻm á chị. Trời chị sợ lắm luôn. Nó nghe nè. Rồi bây giờ cái nhà hàng của ảnh còn không? Dạ đã bay sau lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng nó bay luôn vậy? Hả? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào cũng lên cũng đông lắm. Mà nhưng mà dịch nè đúng dịch không? Dịch phải gì? Ổng dẹp luôn đúng dạ, không? Dạ đúng dịch rồi. Là nó giật hết em ơi. Trời, không còn một cái gì mà có thể mà qua nó giật, được. Nó giật hai vợ chồng từ Sài Gòn mà ra Hà Nội sinh sống rồi làm ăn luôn. Thế giờ đó, cặp đôi mà chú dạ. Con nè. Dạ. Rồi nó nghe nè, rồi sau đó làm sao? Nhận ra được ổng rồi. Rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này con có thấy cổ xinh không? Dạ cũng không á chú, là cái lúc mà con gặp lại rồi. Kìa lướt con kìa, dạ. Lướt con kìa. Dạ tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều, hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết. Thì con cũng gặp bạn này thoáng mà thôi, thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Là con gặp là lúc bạn ấy đang làm việc hay là dạ, bạn ấy lúc đã làm việc xong rồi review cho quán con á? Ừ thì là gặp thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sau cái đó bao lâu thì con có cảm tình với bạn này để mà con chủ động con liên lạc? Tại vì phải tụi con phải có cảm tình nhau mới yêu nhau mới lấy nhau được chứ đúng không? Dạ, thì đúng. Cô chú muốn biết là cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau? Chắc là gần Tết đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn. Thì kiểu như con hồi đó con hay đi lướt, con thả icon dạo. Thả dạo đó phải không? Nên là con vô tình nó thả icon thôi, cái bạn mới rep icon đúng không con, rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Không phải kênh gì vậy, trái tim. Không, con tự nhiên người ta đang buồn mà tự nhiên cái ha ha ông nội ơi. Thả lộn không? Không chú ơi, nó có trường hợp là bị bấm lộn. Dạ không, cái tại con coi cái đó con thấy mắc cười thiệt. Con thả rồi, nó nghe nè, khi mà con tự nhiên thấy thằng trai vô thả cái icon ha ha, mà cái chuyện buồn của mình nữa, con thấy sao? Dạ cái đó con không phải là làm cái gì buồn hết á, con chỉ đăng cái là 5 giờ sáng, ý là con muốn nói là 5 giờ thì mới bắt đầu đi ngủ. Đó, thì tự nhiên ổng vô ổng thả ha ha mà trong đó tất cả mọi người không có một ai thả ha ha con hết. Cái con kêu ha ha cái gì? Con thả ha ha cái gì? Cái ổng kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha ha thôi. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại nhưng mà với một cái tâm thế là dấm dẫn á đúng không? Kiểu như là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm. Chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Dạ. Nhưng mà lúc đó là tình trạng là con một mình hay là con vẫn dạ, đang quen dạ bạn không đó? Con lúc đó con một mình rồi, lúc mà con quảng cáo cho bạn này là con cũng đã một mình rồi. Dạ rồi xong sao cô chú đang cần biết cái chỗ mà từ lúc nào mà tụi con cảm mến nhau là bạn đó mến con trước. Ủa cái bạn này hả? Dạ. Trời ơi thiệt không? Sao con biết mới quen? Sao con biết bạn mến con trước? Bạn nói thích con trước nhưng mà cái lúc đó con bị sợ cái con quan tới anh nói vậy là sai rồi. Tự nhiên giờ sao? con hỏi cô chú nha, hai đứa nói chuyện thì con thấy là thì nó ý là nói chuyện quá nhiều so với cái mức bạn bè bình thường. Tức là mấy ngày trôi qua đó phải không? Hay dạ đúng trong rồi. Buổi sáng đó thôi. Thì cái đó cũng gần dịp Tết thì tính con á là con quý bạn bè hay gì là con sẽ mua quà tặng tại vì cũng Tết nữa. Cái con mua tặng ổng cái nến thơm.
thì con chỉ tặng, tại vì con tặng nhiều người như vậy lắm chứ không phải là tặng đến hôm nhưng mình ổng đâu. Cái tự nhiên ổng nói con là ngộ nhận. Dạ đúng rồi, xong rồi tự nhiên cái con mới hỏi là ủa vậy anh có thích em hay không, sao tự nhiên hỏi vậy kỳ quá vậy. Ông hỏi sao, ông hỏi sao? Thì hỏi là lúc anh nói là thôi đừng có thích anh nha gì á. Ôi. Thì cái vậy đó, cái con kêu là ủa mà sao tự nhiên hỏi vậy, thì con mới đặt câu hỏi ra là ủa mắc gì hỏi vậy ta, rồi con suy nghĩ nếu mà con quen ông này thì sao. Nói chung con cũng mường tượng trong đầu á. Thì con mới hỏi là, con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu, tại vì lúc đó con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô, con cảm thấy không có tin được ai hết trơn á. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng, thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là không. Dạ cảm lắm vậy hả? Lúc đó là ổng đang chở con trên xe là chở con đi một vòng Sài Gòn luôn. Xe mô tô. Dạ xe hơi. Đi một vòng Sài Gòn luôn. Cái con hỏi là từ lúc mà chở là ở Gò Vấp, chở về một vòng lại Gò Vấp lại, cái không. Không trả lời con, vậy đó. Sao kỳ vậy, con giải thích cho cô tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào. Mà dạ. Với một con bé nó dễ thương đúng như rồi, vậy thiệt mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không, no vậy hả? Đúng không? Dạ, không là no đúng không? Đúng rồi. Xem cười vậy. No thì chả bất ngờ. Em không? Trời chị đánh dần tiếng Anh bộ ghê vậy á. Đúng không con? Không là no đúng không? Đúng rồi, đúng. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới kiểu là sao? Cái thứ nhất là bạn con cũng biết là bạn này cũng nổi tiếng đi, cũng là trên mạng cũng có nhiều người ấy. Với cái thứ hai nữa là bạn đó có hình xăm một xíu. Dạ thì cái xăm đó ở đâu? Là xăm ở đâu? Xăm mở tay thôi chứ không có ấy. Nhưng mà kiểu cái nhà con thì hơi khó nên là lúc đó con cũng hơi sợ. Con mới không dám ấy. Là con ngại vì cái những cái đó thôi đúng không? Dạ con sợ là con đúng rồi con sợ. Mà con lúc đó con lớn rồi mà sao con lại sợ những cái điều đó. Con mới... ngại chứ mới sợ dạ, là ngại đó. Rồi là không. Rồi khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Con nói thì con kêu không vậy thôi, đừng nói chuyện nữa đi. Để mất, tại vì tính con cũng thẳng, con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa, tại vì tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau, ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không rồi. Tự ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm. Không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nói ở? Dạ đúng, nhà con rồi, im sao? Lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á thì ông này vô rep story con. Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi, tự nhiên hỏi đô bạn nhậu được mấy lon. Trời rồi mà hỏi như thẳng thắn trên. Dạ đúng rồi, là hỏi trên mạng gì đó, rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó. Mà lúc đó con bơ tầm tháng 2 tháng gì đó. Rồi sao? Tối năm tới mấy tháng luôn hả? Rồi cái ông bán bơ mấy tháng luôn. Dạ chắc cỡ 2 tháng rồi. Cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu như là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này. Thiếu thốn đúng không? Thiếu thốn. Chẳng qua chỉ là từ trước tới giờ là con mấy cái lý do là con tự nghĩ ra để con ấy lại thôi. Chứ thật ra là con có thích bạn này. Tức là con phải tự ức chế bản thân. Dạ đúng rồi. Thực sự là trong cái tiềm thức của con là con đã mê bạn rồi. Dạ. Nhưng mà con cố tình tự ảo tưởng ảo giác mình là không, mình phải vững vàng đờ này kia nọ đúng không? Đúng dạ. Em. Đến khi mà con bị hụt hẫng con mới ngộ ra rằng trời ơi, tình yêu của mình đó dạ. Mới là tình yêu của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ con làm cách nào để mà con níu kéo lại? Thì con cũng nói chuyện lại với bạn thì cũng nhiều vào Facebook cho ăn cái thứ rồi xong rồi. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không? Dạ, mua con. Đồ đúng là. Dạ con vẫn lấy đồ ăn bình thường. Kêu anh đưa đồ ăn cho em này, con dẫn xuống con lấy như nhưng bình thường. Nhưng mà thật ra là con cũng có cảm tình với ổng đúng không? Dạ thì đương nhiên là con cũng phải có cảm tình thì con mới cho cơ hội như rồi, vậy. Rồi trong cái khoảng thời gian đó nói thiệt đi, rồi có trai nào cua con nữa không? Dạ chắc cũng có à, cũng có sao được, nhỏ xinh vậy quá xinh như lại là nổi tiếng nữa đúng không? Dạ. Mà con có sợ cái điều đó không? Dạ có sợ điều đó cho nên là con mới bắt đầu là con mới tấn công lần gần đúng không? Dạ. Rồi sao nè, rồi bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Dạ thì lúc mà có một lần á là trước khi nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy, hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn. Cái xong rồi có một hôm tự nhiên xỉn sai gì đó con không biết, tự nhiên cái nhắn anh nhớ em. Rồi sao? Cái con kêu ủa là sao? Tự nhiên cái giờ xỉn sai rồi anh chỉ đến bên vậy những ngày vui anh về nơi đâu vậy đó. Dạ. Anh chỉ đến bên em lúc sai rồi đó cô, thì con mới ủa là sao tự nhiên sai xỉn, tự nhiên nhắn cho tôi làm gì? Nhưng mà con không trả lời. Dạ con nói vậy luôn, con hỏi vậy. Thật nhất đó. Dạ thì đó ổng mới nói giống y như chen cô vậy. Lúc ảnh thì sao? Sáng hôm đó đó. Hình như con nhớ là lúc con nhắn xong cái xíu sau là con thu hồi con đúng rồi tự nhiên thu hồi nhắn tin xong rồi thu hồi cô. Con cũng không biết sao nữa. Sao tâm lý con hỗn độn vậy hả? Tại vì lúc đó là con chưa cái khúc đó là con đã biết là con thích bạn này rồi,
nhưng mà con vẫn ngại những cái vấn đề kia nên là nó hơi bị lủng củng. Thôi bây giờ mình đốt giai đoạn đi, hỏi thẳng luôn nè. Đến khi nào hai bạn mới thật sự là yêu nhau và hai bạn thật sự là coi như là lộ luôn cái tình cảm cho tất cả mọi người? Dạ, ông rủ con đi nhậu. Kì thôi anh với em đi nhậu đi. Cái đi ra nhậu cái xỉn cô xỉn quá trời, cái đi chở con về. Chở con về cái tới đầu hẻm cái kêu, tới nhà cái kêu: "Ê anh mắc vệ sinh quá, cho anh đi ké vệ sinh được không?" Cái tự nhiên cái con lên con dắt lên phòng. Cái con đi vô con đi vệ sinh, cái con ra thấy ổng nằm ngủ luôn. Nằm ngủ trên giường luôn cô, mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. Dạ. Kêu tự nhiên cái con lớn con lên nằm trên giường của con luôn. Cái nằm ngủ luôn. Cái xong rồi thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay ủa ông này ông xỉn thiệt đó ta. Cái hồi đó con thấy quay qua hung con. Đó, chỉ hung thôi. Luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Thích mà. Ủa như vậy là con xỉn thiệt hay là con kiếm cớ thôi? Dạ con xỉn thiệt. Xỉn thiệt. Là... thiệt nhưng mà vẫn còn nhận biết đúng không? Dạ nhưng mà cái khúc mà con xin lên đi vệ sinh là con xin thiệt. Cái xong con lên cái bạn dành cho bạn đi trước, cái con đợi bạn lâu cái con ngủ luôn. Con ngủ luôn. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà con hung bạn là lúc con bớt xỉn chưa? Dạ chắc bớt rồi. Bớt rồi đúng không? Nên mình nhận thức được hết đúng không? Dạ. Rồi sáng hôm đó là sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị rối tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu như tỏ tình như thế nào á. Nên chắc là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con. Bạn nhắn như kiểu như là tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng. Nhưng mà thực sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Bữa nãy cô nói mà cô quên rồi. Dạ con cưới hồi tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Vậy là mới có 3 tháng à. Yêu nhau mới cưới tháng, nhưng mà yêu nhau được mấy bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được 1 năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Trong quá trình 1 năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chia chân gì không? Dạ cũng có. Lý do chia tay có một lần là kiểu như là cái đợt đó là con đang bị Covid. Và bạn thì bạn bị Covid nên con ở nhà không có gặp nhau được đó, cô chú. Nên là thì con ráng đợi tới ngày thứ 6 rồi. Là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Đó con đang rất là vui luôn. Cái tự vô tình con lướt Facebook, cái con thấy một tấm hình tự nhiên cái mũi bạn này nó dài. Nó ngộ quá. Mà tại vì trước đó là bạn có nói con là xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó. Nhưng mà là con không có đồng ý thì hai bên đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Mà bạn canh con bị cách ly các bạn đi bạn tiêm luôn. Giống như có cơ hội. Con tiêm gì? Con tiêm nó giống như filler vậy, nó căng chỉ con. Thì tiêm mặt chứ đâu phải tiêm mũi. Dạ căng chỉ lên mũi. Là mình không cần phải mổ gì hết, đút cây chỉ là xong rồi. Là con tranh thủ làm. Rồi sao? Lúc đó con bị sốc, kiểu con thấy tấm hình cái con bị sốc. Cái con mới nhắn tin cho bạn. Cái con hỏi là kiểu là bữa giờ em có làm cái gì em giấu anh không? Bạn không có nói cô. Nói không con mới gửi tấm hình qua. Là xong dính luôn. Cái bắt đầu mới nói em không có sữa, em chỉ là tim này nọ thôi. Rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Tại chị gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt nó không có vô. Nó không chị có vô chứ. Em đi tìm dạ. Ta. Dạ. Vậy là chia tay trong bao lâu? Dạ chắc chia tay được ngày. Dạ tại vì qua làm quê. Qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Thì cái bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Ủa mà chia tay sao còn kêu tao qua nói chuyện? Dạ không, thì chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm tự nhiên. Nói cho rõ ràng cho không? Tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi. Với lại một phần nó cũng không có phải là quá. Với lại cô biết cái mũi chỉ á, nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm hả nửa năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không cam tâm con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Mà qua thấy vợ thì sao? Thấy nhan sắc vợ sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nhưng mà kiểu mà bạn cũng nói chuyện thì cũng khóc lóc cái lát cái con xìu cũng nên thôi luôn. Thôi về luôn. Tại bạn kêu là thời gian nữa nó tan ra là bình thường. Nhưng mà giờ cô hỏi thiệt con này, giờ con nhìn mũi vợ con đẹp không? Dạ cái này nó tan nó rồi. Nó tan hết rồi đó cô. Thì đó, nhưng mà rõ ràng đẹp thì cái gì mới mà nó cũng phải có phải có thời gian để nó ấy lại chứ đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó đẹp mũi con sao? Lúc đó dạ không, mũi con là như vậy nè. Nhưng mà là con thấy mấy bạn ở trên mạng kiểu mũi chung cái mấy bạn Trung Quốc á, kiểu cái mũi cao lên mà nó bay vậy nè. Mà ba mẹ con thì là cấm không có cho con được đụng tới cái gì cái mặt hết. Mà thì con kiểu con lì á, con lén thì con chỉ muốn làm cho nó cao hơn một xíu vậy nè cô. Chẳng những ba mẹ cấm, bạn trai cũng cấm mà vẫn liền đi làm. Dạ thì nên nó đòi chia tay là đúng. Tại vợ con bị một cái là không phải là vợ con làm gì vợ con xấu, mà là vợ con nhìn người ta nên là vợ con muốn làm theo vậy đó chứ không có cần cái đó cô. Nhưng mà cũng nhờ khóc cho nên là thôi cho cơ hội lại đúng không? Không, nhưng mà rõ ràng là đẹp mà, em nhìn đi đẹp rõ ràng luôn. Không, giờ tan rồi mới đẹp đó. Cái mũi rất là đẹp mà tự nhiên nữa. Kiểu chồng con không có thích
đụng chạm gì lên mặt. Hôm bữa có một lần con có một cái chớp đi quảng cáo cho cái chỗ phẫu thuật thẩm mỹ là tiêm filler miệng. Cái lúc đầu con nói chồng con là em mới được bút định hình môi, con đâu dám nói tiêm đâu, định hình môi thôi. Cái vừa tới cái ổng thấy bác sĩ cầm cái tiêm lên, cái ổng quay qua ổng hỏi bác sĩ là ủa rồi tiêm cái này tiêm tan liền được không bác sĩ? Quay ra hỏi bác sĩ vậy luôn, cái bác sĩ kêu em yên tâm đi, tiêm cái này không có khác lắm đâu nha, thì mới chịu. Chứ đòi là con là quảng cáo xong là tiêm tan liền cái miệng con luôn. Tức là thích vợ để đẹp tự nhiên. Dạ, con thích đúng không? Bình thường. Tự nhiên đẹp quá trời quá đất luôn mà. Dạ. Đúng không? Nhưng mà sau đó là bắt đầu là bao lâu thì là cầu hôn với cô ấy? Dạ. À bây giờ chú hỏi nè. Có lãng mạn không? Có tỏ tình, có làm có điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn không? Dạ, chồng con thì không có gì lãng mạn hết. Nhưng mà tại vì con nói với chồng con á là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha. Lẽ bây giờ con muốn là sinh nhật con anh làm gì vậy nè, là anh sẽ làm theo, thì dạ, thôi con thấy làm vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao, có lặng dạ không? Cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á, cái kiểu thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi. Nói qua điện thoại hả? Dạ tới vậy giờ cũng không lãng mạn quá ha. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tụi con bạn nó lẹ lắm cô. Kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau cái xong hai đứa ok cái cưới luôn. Qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Mà cái lúc bỏ rượu rồi xong hết rồi cô, cái tới gần ngày đám hỏi rồi cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con tưởng ủa gì vậy em sao vậy giỡn vô tư dạ. Mà mới tháng 9 đây là mới có mấy tháng hả? Dạ, mới 3 tháng. Dạ. 12 mới có 3 tháng. Dạ, 3 tháng. Con đám hỏi là hồi lúc tháng năm thì 4 tháng sau là đám cưới đó. Dạ. Đó trời con hỏi không nữa, ủa anh vậy là mình cưới thiệt à? Dạ. Tại con không nghĩ là lẹ vậy, con nghĩ là ví dụ qua hỏi thì cũng phải năm nữa hay gì mới thiệt sự là cưới, nhưng mà con không nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Là mới hôm nay cái qua hôm sau là có giấy tờ, có ngày định hết trơn rồi. Còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì có khoái ảnh không? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm, tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á, tao thấy là nó thương mày lắm tướng đó. Này tướng giàu nữa con ơi, nó giàu lắm, cái lỗ mũi của nó kìa. Trời đất ơi, nó giàu lắm, lỗ tai lỗ mũi gì đều hiển thị lên cái sự giàu có. Bây giờ chị nhìn cái trán tráng đó à. Thôi con gặp đúng cái tùng cái bách rồi đó, rồi. Con mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nè, tới cái phần kia đi chị ơi. Đám cưới xong vui không? Dạ vui. Vui đúng không? Dạ, hai vui. Đứa mới có 3 tháng thôi. Dạ. Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không, hay là cũng lòi đã hết. Cũng đã hơi lòi hết. Lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Bây giờ ai kể trước đây? Kể trước. Chồng của con là cô nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không? Nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Tự nhiên, sân si hả? Dạ. Tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè. Cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô, thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu: "Ê em. Kiểu thương nhau quá trời em ha." Cái tự nhiên cứ nói câu ao con vậy, "Ờ em, người ta kìa. Trời, thương nhau quá trời em." Ý là nó là thương quá ha, để hình lên mà cái kiểu. Hình dạ đúng rồi, cái mặt sân si mà ra dẻ đó. Cái mặt rất là sân si. Dạ. Đúng rồi. Con biết sao chồng con lúc mà cưới xong mới lòi ra cái đó nữa. Nghĩa là bà rất bên ổng rất sân si đúng không? Dạ. Tiếp tục. Sao ta? Con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có, là lượm thượm lắm, là chắc là quen con xong rồi con mua đồ cho mặc là rồi con chỉ là mới làm. Còn chồng con là không có biết ăn mặc rồi mập gì đó mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy bụng. Dạ đúng rồi, hay thích như vậy đó, con biết style gì nữa, con mặc body giống. Cho nên là lúc mà cưới xong mà con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên, rồi lỡ dùng mình đi ra đường hay gì đó thì đó thì chắc vậy thôi quá. Chắc tật xấu quá vậy thôi. Có vậy thôi hả? Chắc chồng con kể thì hồi con nhớ ra rồi con mới... Nói nghe nè. Ví dụ con á, bây giờ vẫn là một hot TikToker, một người nổi tiếng trên mạng, đúng không? Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Dạ. Không có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam con không có thấy comment. Đây thường cái nào con thấy của mình là con trả lời thay vợ con hết rồi. À vậy là có đó. Không có ghen đó chị. Không có ghen. Trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường con trả lời sao? Chắc cọc lóc lắm đúng không? Hoặc là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si cô chú. Hôm bữa có ai nói gì đụng chạm với là chị ơi, trả lời một cách rất là sân si, một cách rất là khó chịu người ta. Mà con thôi kệ, anh muốn trả lời vậy. Ví dụ như là fan nam đi. Trời ơi chị ơi, hoặc là bé ơi bé đẹp quá. Thì ông vô ông sẽ comment lại: "Thay mặt chồng em cảm ơn anh." Dạ bình thường là trả lời cũng nhẹ rồi, ví dụ tụi con đi ở ngoài á cô, thì cô cũng biết là trong mình đi làm thì nam nữ thì gặp nhau thì cũng
không có phải là giữ khoảng cách lắm giống như những người ở ngoài. Thì cũng kiểu thân thân vậy, mà ví dụ chồng con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm ôm rồi bắt đầu hung con là con biết rồi, là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi, cho nên ổng lại ổng sát chứng tỏ rồi. Dạ đúng rồi, biết là qua đã có chủ rồi nha, biết rồi bà già. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ chắc con bây giờ thì con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được. Tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con, giống như là con không thích chồng con làm gì là con nói, là con thấy cái sự thay đổi luôn, chứ không phải là rồi thôi. Ở chồng con là con thấy có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt luôn, là con muốn cái gì là rất là chiều. Cho nên con thấy là thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được rồi, viên mãn hạnh phúc. Dạ đúng rồi, giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi đúng không, và thay đổi tốt. Dạ. Bây giờ tới con đó. Dạ còn về vợ con thì từ lúc cưới giờ nhiều lắm chú, kiểu là vợ con có nhiều cái bệnh bà ngộ lắm, mà trước giờ con không có thấy, kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên, nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chuyện đơn giản đó là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi, mà con vừa lấy cái này con để ở đây xong cái bà đi đâu một vòng, con quay lại ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây, cái con kêu em mới kêu anh làm như vậy luôn, không có em đâu kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu kêu vậy bây giờ đó, là kiểu vậy luôn hay quên mà luôn tỏ ra mình là nhớ đúng nhớ. Tưởng như là bệnh nặng hay quên, tưởng như mình là người nhớ đúng luôn, nhớ hoặc là nhớ đúng chết cha. Này hơi bị khó đó con, nó phải là như là nó trong gọi là bệnh lý rồi. Cái bệnh lý rồi. Cái nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà luôn không? Là kiểu như là để cái đó mình quay lại, tại không quay lại nói không được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè, phòng khách là hai đó. Đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ phải quên gì đó là... mà con phải ghi âm nữa nghe, có nghĩa là phải có cái micro nữa. Đó để mình mở lại là mình thấy hết trơn á. Rồi sao rồi. Nữa nè với có một cái là tính vợ con là hay bị cọc, mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không, mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu. Kiểu là giống như một sự việc như vậy, là bữa sáng đó con dậy sớm đi, cái con mới đi ăn sáng, con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con đó, là con biết bà thích ăn bánh canh thì con chỉ biết mua bánh canh thôi, thì bà này mua sai ý bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hai con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về cái con phơi đồ luôn, cái xong con mới lát mới bà dậy, cái con mới bảo em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là ủa ba em mới ăn bánh canh rồi giờ anh mua bánh canh gì nữa, sao anh kỳ quá vậy trời, có vậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn đó, cái xong cái vậy là cặp lên như vậy đó. Mà con không nhớ hôm qua nó mới ăn bánh canh hả? Dạ không. tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ đúng rồi, con nhớ. Vậy làm sao? Con không nhớ rồi, đúng rồi. Con được. Thì con đâu có, thì con đang ngủ, tự nhiên cái em dạng bánh canh đi, cái con đang ngủ nữa. Gì? Bánh canh qua người ta mới ăn rồi mà hôm nay còn bắt ăn bánh canh nữa, sao người ta chịu nổi? Đó là con cọc luôn. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á, tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì cũng có người, con cũng có muốn cái cô á cổ giúp việc cho con á, rồi hoặc là con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết, thì con sợ. Với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà. Ba thế hệ đó. Dạ con sợ lắm, nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ ẹc à. Lúc con bây giờ con về luôn là tới giờ luôn là mẹ chồng vợ nấu cơm, thì con dậy con ăn thôi, nhiệm vụ của con đó là... sáng mẹ chồng mua cho bánh canh là biết rồi đó. Thì con dậy con rửa chén, rồi nói chung là bà ông bà nội cũng rất là dễ luôn. Dạ cho nên là con mới đỡ áp lực, chứ lúc đầu về là con sợ lắm, con còn cắm nồi cơm bị sống cơm nữa. Dạ cái gì nồi cơm điện mà con cắm cái sống được là con hay lắm á. Dạ chứ còn nồi cơm điện á mà ít khi nào nấu sống được con... lắm em, chắc quên bấm đó chị. Con không biết sao nữa, ý là bình thường con vẫn nấu cơm được, mà hôm đó là chắc giờ mẹ chồng con mới biết á, là tụi con đi chơi tới sáng mới về, hai vợ chồng đi chơi tới sáng mới về. Cái xong rồi con mới thôi mình đi chơi tới sáng vậy rồi thấy tội lỗi quá, thôi để vợ vô vợ rửa chén cái rồi vợ cắm cơm, cái con cắm cơm xong lên con ngủ tới trưa. Cái lúc con đi xuống là mẹ chồng con tưởng là con mới đi làm về, mẹ chồng con mới lại đó, còn con hôm mấy mốt con bận á thì con có để đi mẹ nấu cho, chứ con cắm nồi cơm sống vậy là tới 2-3 giờ 3 mới có ăn cơm ăn. Vậy có nghĩa là quên bấm ha, cắm. Dạ, có thể bấm là cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, sống lộn nút á nên là nó sống. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Mẹ con á, mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con thì con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là
kiềm chế cái lời nói mình lại, kiềm chế lại, đừng có nói những cái gì kiểu nặng nề quá thì làm nhau bị buồn thôi, bị tổn thương đúng không, bị tổn thương. Thực ra cô thấy vậy nè, bây giờ hiện giờ tụi con đang thực sự nha, không phải con đâu mà bất cứ ai cũng vậy, nếu mà sống trong một gia đình ba thế hệ là sẽ phải khéo lắm á. Dạ. Phải khéo léo lắm á, chứ không có, mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu. Dạ. Phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn qua, nhìn lại, nhìn trên, nhìn dưới. Chứ mình không có sống như là chỉ có hai đứa được. Dạ. Đúng không? Dạ. Thành ra là tạm thời á, thì là những cái gì mà hai vợ chồng mà đó, như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó, thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi. Dạ. Và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Tại vì sao biết không, thường á, tâm lý của những ông bố bà mẹ là nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc đó là ông bố mẹ vui lắm. Yeah. Vui và hạnh phúc lắm luôn, rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn đúng không. Yeah. Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn á, rồi sợ hãi á, thì sợ hãi cái chuyện hạnh phúc của tụi con đó. Thành ra là phải khéo cái chuyện đó nghe không. Rồi còn nữa, mặc dù bây giờ là mẹ nấu cơm cho con nhưng mà mình cũng phải từ từ mình học. Bắt buộc phải từ từ học, tại sau này mình còn phải lo cho con mình nữa đúng không. Thì mình cố gắng trong thời gian mình còn chưa có em bé đó thì mình học đi, học trên mạng cũng được, học mẹ cũng được, những cái lúc mà mẹ nấu á mình vừa học có lợi cho riêng bản thân mình mà mình lại vừa một công đôi chuyện lấy điểm với mẹ nữa đúng không. Làm chung với mẹ là mẹ sung sướng, mẹ hạnh phúc đó. Ok. Dạ đúng rồi, bình thường con mà xuống phụ mẹ á, cái mẹ kêu là con ngồi con phụ mẹ không được, không con ngồi con nói chuyện với mẹ không vậy á, mẹ cũng chịu nữa. Mẹ có nói mẹ vậy lắm á. Con cứ lụm rau lụm dưa này kia nọ rồi xong nghiến nghiến coi mẹ nấu cái định lượng của mẹ như thế nào này kia nọ, mình học được cho riêng bản thân mình. Nha. Nấu một bữa ăn bất ngờ tặng mẹ. Đúng rồi, còn bây giờ hai đứa cứ chơi thoải mái đi. Còn trẻ quá. Đúng rồi. Mới lấy nhau được có 3 tháng. Nghe. Chơi đi. Rồi tận hưởng cuộc sống này nghe. Rồi xin cảm ơn hai bà chồng ha.